Sau đó bỗng cô giật mình tỉnh vì nghe một tiếng cười rất đáng sợ từ máy nghe lén. Và chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tuga TV. Hôm nay chúng ta lại bắt đầu với một video mới, và hôm nay chính là một cái video cực kỳ đặc biệt vì mình sẽ rủ mọi người đi cắm trại, sau đó mình sẽ lựa ra những câu chuyện mà thiệt là hay, sau đó mình sẽ kể cho mọi người nghe. Và ok, bây giờ mình sẽ qua rủ nhà từng người trong team và nhà Huy núp trước. Huy ơi, Huy. Ôi, Huy có nhà không ta? Huy ơi, Huy đâu rồi Huy? Ôi. Ôi cái gì vậy? Oh shit. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ôi, nghe tiếng rắc đây, rắc. Ôi, rắc ở gần đây á Huy. Ai biết? Ôi, nói gì á? Nhìn lén tao hả? Ôi, rắc ở đâu vậy? Cho mày hỏi tao. Hình như đang nhìn lén tao mày. Chết. Thôi tao bỏ này. Tối nay tao có một cái chuyến đi đó, là chuyến đi cắm trại. Cái gì? Tao có một ý tưởng này rất hay, bây giờ chúng ta sẽ đi cắm trại. Cắm trại ở sau cái chỗ mà ngân hàng kia. Sau đó tao sẽ... Ngân hàng của sinh tố á. Ok, đi theo tao. Ok. Chuẩn bị đồ chưa? Đi luôn. Giờ quay qua nhà. Sao nhà, sau kia có cắm trại còn gì? Thì lui đó sẵn xong rồi, có một cái chương trình rất là hay. Ngoài cắm trại rồi ăn uống các thứ là tao sẽ... Ôi, chào mọi người. Dạ. Ủa, đã bị làm gì vậy? Sao nó đánh đàn không có tí hết đi. Hello. Ủa, sao em hát một bài nhạc khơi lòng. Sao mặc buồn à? Mặc buồn à? Ôi, gì đâu buồn, mặt này là mặt của ta đâu? Mặt này mặt như thế này nè. Đâu vậy mọi người? À đúng rồi. Chồng rắc không thấy, nãy tôi nghe tiếng rắc ra, tôi bị ảo giác ra. Thôi. Tao nghe mà chắc nhìn lén tao mày ghê quá hả? Trời. Có cái kính ống nhòm á. Dạ thôi. Sao giải thích được là sao? Tại sao chắc có thể nghe mình nghe được tiếng rắc? Nhân tiện. Trời. Trễ hay quá nhà chuyện gì? Thì chị thấy hôm nay trời đẹp không? Nhân tiện tối nay mọi người ngồi lại đây, em sẽ lên một cái kế hoạch rất là hay. Ngồi xuống. Nhà này nhỏ quá vậy. Ok. Ngồi xuống coi. Bây giờ okay. Em có một ý tưởng rất là hay. Tối nay chúng ta sẽ... Ê! Nó kìa, nó lại nhìn lén mà nó kìa. Ê! Chết rồi. Ngồi đây. Mày hồi nãy mày dán nhìn lén tao. Đi vậy tao không sao. Mọi người tập trung. Không là trời tối là không kịp bây giờ. Tại sao em lại nhìn lén? Tại nó vui. Ok. Có cái tình lén thứ hai kìa. Ok. Bây giờ... Ôi! Có người ngoài ấy. Ok, vô luôn, vô luôn. Thôi, chừng này đủ người rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ nói nha. Tối nay tôi sẽ lên một kế hoạch, đó là chúng ta sẽ đi cắm trại. Sau đó, tối đó tôi sẽ kể chuyện ma cho mọi người nghe, thấy sao? Vậy. Nghe ma với cái chất giọng đó thì không có được, không thích cái giọng đó nha. Chất tất nhiên là kể giọng khác chứ. Chuyện ma này chị thích cho nên mặt chị vui nè, ok. Ôi, hết cu tay rồi. Thôi, bây giờ mọi người về nhà chuẩn bị đồ các thứ, đồ ăn các thứ, rồi tôi qua chuẩn bị xong rồi tối hẹn gặp lại ở cái chỗ. Ok. Thì chuẩn bị áo quần gì đó xong rồi mình xíu hẹn gặp lại đó nha. Ok, đi thôi mọi người. Trời ơi, mình ngồi đợi nãy giờ mà sao chỉ có ai tới. Ê, mọi người tới kìa. Cái gì? Nguyễn Ngọc Quỳ. Thôi, ngồi vô chỗ này. Ma mang tên cái làng số 13. Kìa, thôi, hồi tối này để tao kể rồi, hôm nay hát mày kể. Bây giờ nha, mọi người ngồi vào chỗ, trước khi chúng ta nướng con heo này, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngắn có tên là Sắc hay cười. Mọi người thấy sao? Này, cái mèo ơi đánh má hả? Đúng rồi. Vậy hả con cười á? Là sao chị? Kể đi. Ok, được. Bây giờ tôi ngồi xuống ở đó nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện. Có một gia đình có hai người và một chú chó, là một người mẹ đơn thân và một đứa con trai tên là James. Đó là vào một ngày mùa hè đẹp trời, đứa con 5 tuổi tên James của cô đang chơi ngoài sân nhà. James là một cậu bé khá ít nói và thường xuyên chơi một mình. Cậu bé chẳng bao giờ có nhiều bạn, nhưng cậu bé lại có một trí tưởng tượng rất rộng rãi và phong phú. Lúc đó, cô ấy đang trong nhà bếp cho chó của mình ăn, thì cô nghe tiếng như kiểu James đang nói chuyện với ai đó ngoài sân sau. Cô tự hỏi rằng cậu ấy có thể nói chuyện với ai chứ? Liệu rằng cậu ấy đã có bạn? Vì là mẹ đơn thân, nên cô rất khó khi phải luôn để mắt tới con mình. Vì thế, cô quyết định đi ra ngoài sân sau để kiểm tra xem James đang nói chuyện với ai.
cô thấy con mình đang ngồi ở sân sau một mình và cô tự hỏi rằng liệu Jem đang nói chuyện một mình ư, tại vì cô ấy chắc chắn rằng cô ấy đã nghe thấy tiếng của một ai khác nữa. Người mẹ kêu, Jem ơi, tới giờ ăn cơm rồi. Cậu ấy vào và ngồi vào bàn ăn. Mẹ cậu hỏi, Jem, nãy con nói chuyện với ai ngoài đó vậy? Cậu bé xoay quanh tìm một lúc rồi cười bảo, con chơi với bạn mới của con. Bạn ấy tên gì? Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mẹ một lúc trước khi trả lời câu hỏi. Cậu ấy tên là Chắc Hay Cười. Cô ấy nhíu mày và nói, tên bạn con nghe lạ thiệt chứ, rồi cậu ấy trông như thế nào? Cậu ấy là một chú hề có một mái tóc dài và một cái mũi rất là to, một đôi tay dài và một cái quần rộng thùng thình, một đôi vớ sọc, và đặc biệt là cậu ấy rất là hay cười. Và cô ấy nhận ra rằng con của cô ấy đã nói chuyện với một người bạn tưởng tượng. Cô ấy đoán điều đó là rất bình thường đối với mọi đứa trẻ cùng lứa tuổi với cậu khi có một người bạn tưởng tượng cho mình, và đặc biệt khi con của cô không có quá nhiều người bạn ở ngoài đời. Trải qua một ngày thật lạ và nó bắt đầu tối, cô ấy đặt Jem lên giường, sau đó đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn và chắc chắn rằng đã bật đèn ngủ trước khi đóng cửa phòng cậu ấy. Cô ấy đã khá mệt và quyết định đi ngủ ngay sau đó. Đêm đó cô ấy đã gặp ác mộng. Cô mơ thấy rằng cô ở trong bóng tối, ngay trong một khu công viên giải trí đã cũ kỹ. Cô ấy sợ hãi chạy xuyên qua những cánh đồng vô tận, những trò chơi đã hư hỏng. Toàn bộ nơi đó rất đáng sợ, mọi thứ chỉ có trắng và đen. Những con thú đồ chơi, những bức tượng cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào cô, mặc dù chẳng có sự sống nào ở đây. Sau đó đột nhiên âm thanh phát lên từ hộp nhạc, cảm giác như đang thôi miên cô ấy. Cô đi theo tiếng nhạc và đến với một cái lều rạp xiếc một cách vô thức và dường như cũng không thể dừng chân lại. Đó là một khoảng đen vô tận, chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng đến từ cái sân khấu của rạp xiếc. Khi cô ấy bước thẳng vào ánh đèn thì nhạc chậm chậm lại và cô ấy phát hiện cô ấy đang hát một mình và không thể dừng lại. Khi tiếng nhạc dừng thì xuất hiện lần lượt những bóng đen xung quanh cô. Một cái bóng nữa xuất hiện, lần lượt một cái nữa và một cái nữa. Có cả chục cái bóng đen, chúng đang tiến tới gần cô. Hai chân cô chôn một chỗ không thể di chuyển. Điều duy nhất cô có thể làm là chứng kiến những cái bóng đó đang dần dần tiến tới gần. Ngay lúc chúng tới gần, cô có thể nhận ra chúng là những đứa trẻ và chúng đều bị thương và biến dạng, và rất nhiều đứa trẻ nhìn rất đáng sợ. Chúng cứ thế vồ lấy cô, những âm thanh tiếng cười nghe rất đáng sợ, ám ảnh. Cô giật mình tỉnh dậy sau đó và ướt đẫm mồ hôi. Sau khi hít thở thật nhiều và định thần lại, cô nhìn xung quanh, thấy đồ chơi của Jem không hiểu sao được đặt ngay đầu giường của cô. Cô thở dài gom đống đồ chơi lại và nghĩ rằng do Jem đã dậy sớm và đặt chúng ở đây. Cô đi đến phòng của Jem, tuy nhiên cô phát hiện rằng Jem vẫn còn đang ngủ. Cô nhún vai, sau đấy cô đặt đồ chơi vào hộp của Jem, sau đó cô ra khỏi phòng. Một lúc sau Jem tỉnh dậy xuống ăn sáng. Cậu ấy có vẻ rất là im lặng và một chút gì đó bơ phờ. Có lẽ tối qua cậu ấy không ngủ ngon. Cô quyết định hỏi cậu về chuyện đồ chơi. Con yêu, sao con đặt đồ chơi lên đầu giường của mẹ? Jem có vẻ hốt hoảng nhìn thẳng vào mặt mẹ, sau đó tiếp tục nhìn vô định vào bữa ăn sáng. Dạ không phải con làm, Chắc Hay Cười đã làm điều đó mẹ. Cô đảo mắt và nghiêm khắc nói, vậy con hãy nói Chắc Hay Cười nhớ giữ đồ chơi trong phòng nha. Jem gật đầu và hoàn thành bữa ăn sáng, sau đó quyết định đi ra sân sau chơi. Cô vào phòng khách để thư giãn, sau đó đột nhiên cô ngủ quên. Sau khi tỉnh dậy, cô lo lắng về Jem vì đã 2 tiếng cô không thấy cậu ấy. Cô lui sân sau kiểm tra thì phát hiện Jem không còn ở đó nữa. Cô bắt đầu hốt hoảng gọi to tên của cậu ấy. Jem ơi, Jem ơi, con đâu rồi? Sau đó một tiếng cười khúc khích vang lên từ sân trước. Cô vội vã chạy vòng lên sân trước và thấy Jem đang ngồi ở đường đi. Cô thở phào nhẹ nhõm và đến chỗ Jem và mắng. Bao nhiêu lần mày dặn con là chỉ được chơi ở sân sau rồi cơ mà, con đang ngậm cái gì trong miệng thế? Cậu ấy nhìn lên mẹ và lấy từ túi ra một đống kẹo. Điều này làm cô lo lắng. Ai đã cho con đống kẹo này? Jem chỉ nhìn chằm chằm vào cô và không trả lời. Cô khóc và hét lên, Jem, làm ơn nói cho mẹ biết ai đã cho con kẹo. Jem cúi mặt và nói, dạ Chắc Hay Cười đã cho con. Da gà cô bắt đầu nổi, cô quỳ xuống và nhìn thẳng vào mắt cậu. Jem, mẹ đã nghe đủ về Chắc Hay Cười rồi, chắc không có thật. Bây giờ hãy nghiêm túc về vấn đề là ai đã cho con kẹo. Jem bắt đầu khóc. Nhưng mà mẹ ơi, Chắc đã cho con thiệt mà. Cô nhắm mắt lại và lấy một hơi thật sâu.
James chẳng bao giờ nói dối, nhưng những điều gì cậu ấy đang nói là thật sự vô lý. Cô bắt James nhả kẹo ra và vứt chúng đi. James tỏ ra có vẻ ổn, có lẽ là do cô suy nghĩ thái quá. Tối đó cô vẫn đặt James lên giường như hằng ngày và quyết định đi ngủ sớm. Đột nhiên cô giật mình tỉnh dậy vì một tiếng nổ lớn từ phòng bếp. Cô bật dậy khỏi giường và ngay lập tức chạy xuống cầu thang. Khi đến nhà bếp thì hốt hoảng vì mọi thứ trong nhà bếp dường như bị xáo trộn. Chén dĩa bị ném xuống sàn, và đặc biệt là con chó nhà cô đã chết. Và bên cạnh xác của con chó là đống kẹo mà hồi sáng James đã ăn. Cô vội lấy cây gậy tự vệ rồi chạy lên cầu thang với tốc độ của bất kỳ người mẹ nào khi biết tin con mình đang gặp nguy hiểm. Cô bước nhanh vào phòng và bật đèn lên thì mọi thứ trong phòng đã bị xáo trộn tứ tung. Đứa con tội nghiệp của cô thì đang sợ hãi và run rẩy một góc. Cô lập tức đưa James ra khỏi nhà và chạy sang nhà hàng xóm. May mắn là hàng xóm của cô vẫn còn thức. Cô mượn điện thoại của họ và gọi cảnh sát. Cảnh sát đến ngay sau đó và cô đã giải thích những gì cô đã chứng kiến với cảnh sát, nhưng có vẻ họ không tin lời cô. Họ kiểm tra căn phòng và tất cả những gì họ có thể thấy là một con chó chết và hai căn phòng thật là bừa bộn. Người cảnh sát nói rằng có thể đã có kẻ đột nhập và làm điều này sau đó trốn thoát khi nghe cô bước chân lên cầu thang. Và cô biết điều này không phải sự thật. Tất cả cửa đều bị khóa và không có một cửa sổ nào được mở. Một thứ gì đó trong nhà cô chứ không phải đến từ bên ngoài. Ngày hôm sau James chỉ ở trong nhà. Cô không muốn rời mắt khỏi James. Cô đặt máy nghe lén trong phòng James. Và cô nói nếu từ nay có thứ gì vào trong phòng con trai cô thì cô có thể nghe được. Cô để sẵn đồ tự vệ và đặt nó lên đầu giường. Và cô tự nhủ rằng dù cô là người bạn tưởng tượng hay là không, cô sẽ không bao giờ để nó làm hại con của cô. Tối đến cô lại đặt James lên giường và hứa rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô đặt James xuống và hôn lên trán cậu, sau đó chúc cậu ngủ ngon. Cô cố gắng thức suốt đêm không ngủ, nhưng vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi. Sau đó bỗng cô giật mình tỉnh vì nghe một tiếng cười rất đáng sợ từ máy nghe lén. Cô ngay lập tức đến phòng James và phát hiện James đang trốn và run rẩy. Cô chạy đến chỗ con hỏi thăm nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra sợ hãi và không hề nói gì. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào cô. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào sau lưng cô. Lúc này cô mới có linh cảm như có thứ gì đó đang ở đằng sau mình. Cô lạnh toát sống lưng. Lập tức quay lại, cô thấy Chuck. Chính là Chuck hay cười mà James đã từng kể với cô. Chỉ có một màu trắng đen, cái miệng cười rộng đến tai, đang nhìn cô với ánh mắt đáng sợ. Cô liền dùng vũ khí tấn công nó, nhưng đèn bóng vụt tắt. Tiếng hét của James vang lên khiến cô hoảng hốt và buông xuôi. Cô nói tha cho chúng tôi đi làm ơn, muốn làm gì thì hãy làm với tôi chứ đừng làm hại con tôi, nó vô tội. Nước mắt cô chảy. Đột nhiên đèn bật sáng và cô thấy người hàng xóm hôm qua đang chạy qua giúp đỡ cô với vũ khí trên tay. Lúc này cô thấy James bất tỉnh và cô vội chạy đến ôm con rồi cũng khóc ngất đi. Hôm sau tỉnh dậy, cô thấy cô và con đã được đưa đến bệnh viện hồi sức. Bác sĩ bảo do mất sức nên cô đã ngất đi. Cô rất mừng vì phát hiện con mình vẫn an toàn. Cô nhẹ đặt môi lên trán con và tạ ơn trời vì con cô vẫn bình an. Sau đó cô chuyển đến nơi khác và từ đó không còn thấy sự xuất hiện của Jack hay cười nữa.